Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước sang chủ đề mà có lẽ hầu hết tất cả các thí sinh khi bước vào phòng thi speaking rơi vào chủ đề này đều cảm thấy đứng hình. Ok, và không biết mình nên nói cái gì, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau workout 3 câu hỏi phổ biến trong chủ đề Sky và một số bạn đi thi đã report về cho cô. Câu hỏi số 1, do you like looking at the sky? Câu hỏi số 2, which part of your country is the best place to look at the moon and the stars at night? Và câu hỏi số 3, what's your favorite star? Have you ever taken a course about stars? Alright, let's move on. Alright, so let's kick off with the first question. Do you like looking at the sky? Các em có thích ngắm bầu trời không? Không biết em thế nào nhưng cô thấy rằng cái việc chúng ta ngắm bầu trời, đặc biệt là bầu trời về đêm, cũng là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị. Đó, và chúng ta thường nghĩ gì khi chúng ta ngắm bầu trời và chúng ta cảm thấy như thế nào khi chúng ta ngắm bầu trời? Có thể là ban ngày, có thể là trời lúc đó trời quang mây tạnh đúng không ạ? Clear blue sky, hoặc ban đêm cả một bầu trời nó được thắp sáng bởi hàng ngàn, hàng tỷ vì sao chẳng hạn. Rồi, anyway, chúng ta có một cái cụm từ look at the sky ở đây. Theo các em có cách thức diễn đạt nào khác thay cho cụm look at the sky? Đấy, chúng ta có thể dùng một động từ thay thế cho động từ look at ở đây, đó chính là watch. Vậy chúng ta dùng là watch the sky. Đối với cô thì cô thích ngắm bầu trời đêm hơn, đúng không? Bởi vì có các vì sao lấp lánh. Thì cô có thể dùng là watch the night sky. Như cô vừa nói thì bầu trời đêm được thắp sáng, đúng không? Bởi các vì sao. Ok, thì chúng ta có một cụm động từ rất hay, có nghĩa là thắp sáng ở đây, đó chính là light up. Ok, light up. Và chúng ta có thể dùng dạng phân từ 2 của nó, đó là lit up. Chúng ta sẽ theo dõi sample answer của cô. Rồi, và vì sao chắc em rõ rồi ạ? Vì sao đây chúng ta sẽ có danh từ stars. Ok, và khi nhìn lên bầu trời đêm với muôn vàn vì sao như vậy thì cái cảm xúc của mình là như thế nào? Ok, thì thường là chúng ta có thể thêm cái cảm xúc của mình, ví dụ như là cái sự căng thẳng hay lo toan của mình nó dường như biến mất, đúng không ạ? Hay mình sẽ thay vào đó mình sẽ cảm thấy làm sao ạ? Tràn trề hy vọng hơn. Ok, you feel more hopeful or positive when you look at the sky. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng xem sample answer của cô. Alright, question number 1, do you like looking at the sky? Well, it gives me great pleasure to watch the night sky lit up by billions of stars in the Milky Way. It seems to me that all the stresses and strains of life fade away. And I feel more hopeful and more positive and believe that the sky is the limit. Đó, và đây là câu trả lời của cô. Và các em đã thấy là có những cái từ liên quan đến bầu trời chưa ạ? Rồi, và trước tiên chúng ta cùng làm rõ cái sở thích. Bạn có thích ngắm nhìn bầu trời không? Alright, so it gives me great pleasure too. Đây là một cách thức diễn đạt khác tương đương với động từ like. Ok, tức là khi chúng ta ngắm nhìn bầu trời đêm thì chúng ta cảm thấy làm sao? Rất là thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Và bầu trời đêm này được thắp sáng và chúng ta có động từ thắp sáng như cô vừa nói, đó chính là động từ light up. Và được thắp sáng thì chúng ta chuyển sang thể phân từ 2 của nó, đó chính là lit up. Lit up by billions of stars, hàng tỷ các vì sao in the Milky Way, trong dải ngân hà. Rồi, dường như là tất cả những cái căng thẳng và áp lực trong cuộc sống, stresses and strains of life, nó fade away, nó tan biến khi chúng ta nhìn đến bầu trời đêm, đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy làm sao? Hopeful. Okay. Hopeful đây có nghĩa là tràn trề hy vọng hơn, or positive và tích cực hơn, và luôn tin rằng là the sky is the limit. Rồi, ở đây cô dùng một idiom rất là hay, đó chính là the sky is the limit, có nghĩa là khi chúng ta nhìn lên bầu trời, ok, nó đem lại cho chúng ta một cái nguồn năng lượng, đúng không ạ? Hay là một cái niềm tin rằng chúng ta có thể làm bất cứ mọi thứ. Đó. Alright, và chúng ta có thể dùng the sky is the limit để ám chỉ điều đó. Alright, so let's move on to the second question. Which part of your country is the best place to look at the moon and the stars at night? Rồi, đối với những bạn mà có một cái sở thích, một cái đam mê là ngắm nhìn bầu trời đêm hay các vì sao, đúng không ạ? Thì thay vì chúng ta dùng lại cái cụm từ look at the moon and stars at night thì chúng ta có thể dùng cụm từ stargazing.
Alright, vậy stargazing là một cụm từ chỉ hoạt động ngắm các vì sao, ngắm một cách rất là kỹ luôn ạ. Hoặc chúng ta có thể dùng động từ của nó, gaze at the star. Alright, so gaze at the stars. Vậy những nơi nào sẽ là nơi lý tưởng để những cái stargazer như chúng ta ngắm các vì sao đây? Các em có thể nghĩ đến đầu tiên đó chính là countryside hoặc là những cái vùng nông thôn đúng không ạ? Tại sao countryside và rural areas là những cái vùng lý tưởng, ideal spots for stargazers? Bởi vì là như các em thấy ở thành phố không giống như thành phố thì hầu hết bầu trời nó bị che đi, nó bị che khuất, hay những vì sao bị che khuất bởi những cái tòa nhà cao tầng này, hoặc là có thể là do ô nhiễm ánh sáng hay ô nhiễm bầu khí quyển, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta nhìn những cái vì sao ở thành phố sẽ không thấy rõ bằng chúng ta nhìn vùng nông thôn, khi mà nơi đây đúng không ạ, thường là trong lành hơn, đúng không ạ? Alright, question number 2. Which part of your country is the best place to look at the moon and the stars at night? Well, when it comes to stargazing, I suppose that rural areas or countryside would be an ideal spots for stargazers, because you know the view in these areas is not usually blocked or obstructed by high-rise buildings or smog in big cities. Alright, và các em hãy lưu ý các từ cô gạch chân. Trước tiên, cô dùng động từ suppose ở đây có nghĩa là tôi cho rằng. Thay vì chúng ta dùng I think quá nhiều lần, chúng ta có thể dùng I suppose. Rural areas or countryside, và cô đã làm rõ nơi nào tuyệt vời nhất, đó chính là rural areas or countryside. Và thay vì dùng the best place thì cô đã sử dụng cụm ideal spots, là những cái địa điểm lý tưởng, đúng không ạ? For stargazers, cho những người thích ngắm các vì sao. Và cô giải thích, cô đưa ra lý do ở đây, đó chính là this is because the view, cái tầm nhìn của mình khi mình quan sát các vì sao is not blocked or obstructed. Blocked or obstructed tức là bị che khuất, đúng không ạ? Bởi gì ạ? High-rise buildings, và những cái tòa nhà cao tầng or skyscrapers, right? Hoặc đơn thuần là smog. Chúng ta có một từ này rất là hay, đó chính là smog. Và đây là một từ viết tắt, ok, của hai từ sau. Thứ nhất đó chính là smoke và thứ hai là fog. Thì các em thấy rằng là ở thành phố thì thường là chịu những cái sự ô nhiễm về bầu khí quyển hay là ô nhiễm ánh sáng vân vân. Đó, thì smoke ở đây ám chỉ khói bụi, đúng không ạ? Và thứ hai, fog ở đây là sương mù, đúng không ạ? Và chúng ta thấy Hà Nội bây giờ là ô nhiễm khá nặng nề, đúng không? Thế nên cái việc ngắm nhìn các vì sao ở thành phố Hà Nội sẽ không thể tuyệt vời bằng việc là chúng ta về những vùng nông thôn hay ngoại ô. Ok, well done. Now, our final question: what's your favorite star and have you ever taken any course about stars? Có chắc rằng hầu hết chúng ta đều thích ngắm trời, ngắm sao đêm hay ngày là do có những phút ngẫu hứng mà thôi. Chúng ta thực sự chưa quan tâm đến một cái môn người ta gọi là môn thiên văn học, đúng không ạ? Vậy theo các em thiên văn học là gì ạ? Okay, astronomy. Astronomy là môn thiên văn học, tức là cái môn khoa học nghiên cứu bầu trời, các hành tinh, dải ngân hà, vì sao, các chòm sao, lập lại. Các em lưu ý từ này nhá, astronomy, rất là hay, đúng không nào? Rồi, chúng ta có thể đề cập đến những cái vì sao yêu thích của chúng ta trong hệ mặt trời, ví dụ như là Jupiter, Venus, hay là Mercury, đúng không nào? Hoặc là even the sun, hoặc là chính cái bầu trời của chúng ta, mặt ông mặt trời của chúng ta, right? Và có một cái vì sao mà cô thích nhất ở đây, có lẽ là các em biết cái này rồi, và chúng ta gặp ở đâu đó, đúng không ạ? Đó chính là Sirius. Nghe quen quen, tên một loại xe máy, đúng không? Xe máy Sirius. Tại sao người ta lại đặt Sirius? Chắc là các em cũng tò mò, đúng không? Và cô rất là tò mò về cái sao này. Và theo như sự tìm hiểu của cô thì Sirius là cái vì sao sáng nhất, ok, trong cái chòm sao đại khuyển, đúng không ạ? Và khi mà các em nhìn bằng và chúng ta thậm chí có thể nhìn cái vì sao này bằng mắt thường mà không cần sự hỗ trợ của binoculars or telescope, ống nhòm hay là kính hiển vi đâu. Rồi, vậy chúng ta có thể lấy vì sao này nhá, để làm ví dụ. Thì vì sao này là vì sao sáng nhất trên bầu trời, đúng không ạ? Đêm, đúng không ạ? The brightest star in the night sky. Rồi, và nếu mà các em tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy được rõ cái nguồn gốc
đấy, của cái vì sao này. Đây là nhiệm vụ của game ở nhà. Dạ. Rồi. Và bạn đã bao giờ taken any course about stars chưa? Tức là bạn đã bao giờ tham gia những cái lớp học về stars chưa? Thì nếu thực sự các em quan tâm về thiên văn học astronomy thì chúng ta có thể đăng ký một cái lớp học, đúng không ạ? Chúng ta có thể enroll in or on a class, đúng không? A course. They teach you about stars, about planets, about solar system, blah blah. Ok, thì chúng ta có thể dùng cụm enroll in or enroll on là tham gia một khóa học, hoặc đơn thuần chỉ là do a class or do a course in. Ok, về một cái vấn đề chúng ta quan tâm. Ok, what's your favorite star? I guess Sirius is my all-time favorite because of the interesting fact associated with it. From what I can gather, Sirius is the brightest star in the night sky and it can be observed or seen without a binocular or a telescope. Rồi, và các em hãy lưu ý các từ của cái chân một lần nữa. Thứ nhất, cô khẳng định lại, Sirius is my all-time favorite. Một vì sao tôi thích nhất, đúng không ạ? Because of the interesting fact. Bởi vì cái vì sao này có một cái thực tế, có một cái thực tế liên quan đến vì sao này rất là hay ho, đúng không ạ? From what I can gather, theo như sự tìm hiểu của tôi đó, thì Sirius là vì sao sáng nhất, the brightest star in the night sky, trong bầu trời đêm. Và vì sao này có thể được observed or seen. Observed đây có là quan sát, đúng không ạ? Mà không cần sự hỗ trợ, without the aid or without using binocular, sử dụng ống nhòm or telescope hoặc là kính hiển vi. Have you ever taken any course about stars? Well, I haven't done any classes or courses in astronomy, but I'd love to one day because I'm quite keen to explore the universe and cosmos, and especially gaze at the stars and constellations in the Milky Way. Rồi, ở đây cô đã gạch sẵn keyword cho chúng ta rồi ạ. Alright, và câu trả lời của cô là cô chưa bao giờ tham gia hay là học một cái khóa học liên quan đến thiên văn học một cách nghiêm túc cả, nhưng mà cô rất thích tham gia. Có thể là một ngày nào đó khi cô có thời gian dành chẳng hạn, thu xếp được thời gian, bởi vì là cô luôn luôn muốn khám phá vũ trụ, đúng không ạ? Explore là khám phá, the universe là vũ trụ, or cosmos đây là vũ trụ. Đấy. Và đặc biệt là ngắm nhìn các vì sao, gaze at the stars, và những cái chòm sao, constellation là các cái chòm sao in the Milky Way, trong dải ngân hà. Alright, và rồi chúng ta workout thành công 3 câu hỏi liên quan đến chủ đề Sky, cũng không khó lắm phải không nào? Và cô hy vọng rằng sau chủ đề này chúng ta có thêm một chút ý tưởng và một chút tỷ vụ liên quan để chúng ta có thể giải quyết các câu hỏi liên quan đến chủ đề Sky. Ok, ta-ra.